Đây là Trang A Cú, 31 tuổi, ở thôn Vạn Dền Sở 2, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Và đây là Châu Thị Cha, 29 tuổi, ở thôn Tòng Sành, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trang A Cú và Châu Thị Cha là hai trong nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy khủng mà Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá, thu giữ tăng vật là 20 bánh heroin. Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Lào Cai cho biết trước đó, lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài thẩm lậu qua các tỉnh Tây Bắc đưa vào Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Đường dây ma túy này có sự tham gia của một số người dân địa phương tại thị xã Sapa, huyện Mường Khương và câu kết với số đối tượng người nước ngoài ở vùng Tam Giác Vàng, tạo nên đường dây mua bán khép kín, hoạt động tinh vi, liều lĩnh và rất manh động. Trong đêm ngày 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 8, nhiều mũi trinh sát của Công an tỉnh đã mật phục chốt chặn các điểm giáp danh giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai và các tuyến đường trọng điểm từ thành phố Lào Cai lên huyện Mường Khương. Cho đến khoảng 7 giờ 40 phút sáng ngày 27 tháng 8, sau khi xác định hai đối tượng cất giấu ma túy đi vào khu vực biên giới thôn Nam A 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, thì lực lượng trinh sát ập đến bắt giữ hai đối tượng đó chính là Trang A Cú và Châu Thị Cha. Qua khám xét tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một xe máy, 9 triệu đồng, 20 bánh heroin cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan. Qua điều tra ban đầu, Trang A Cú và Châu Thị Cha khai nhận đã móc nối với một đầu mối trung gian chuyên mua bán trái phép chất ma túy từ Myanmar đưa vào Việt Nam đến Điện Biên và đề nghị mua 20 bánh để bán kiếm lời. Giữa tháng 8 năm 2021, Trang A Cú và Châu Thị Cha đón xe khách lên Điện Biên nhận 20 bánh heroin rồi tiếp tục vận chuyển về Lào Cai. Để tránh bị phát hiện khi gần tới chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến đường giáp danh giữa thị xã Sapa và tỉnh Lai Châu, các đối tượng này đã xuống xe, 20 bánh heroin được giấu trong một chiếc bao tải, đi bộ vào rừng, chờ đêm xuống rồi men theo đường mòn đi bộ về nhà Trang A Cú ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa. Sau khi có khách liên hệ mua hàng, Châu Thị Cha và Trang A Cú vận chuyển giao hàng tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Rạng sáng ngày 27 tháng 8, Trang A Cú và Châu Thị Cha cho ma túy vào ba lô rồi cùng nhau di chuyển bằng xe máy theo hướng lên xã Pha Long, huyện Mường Khương. Nhưng khi hai đối tượng đi vào địa phận thôn Nam A 1, xã Bản Lầu thì bị các trinh sát bao vây bắt gọn cùng toàn bộ tăng vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây vận chuyển mua bán ma túy này.